Chào các bạn, lại là mình Trang đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình rất vui và háo hức được thông báo đến các bạn một tin mới là mình vừa mới mua được nhà ở Mỹ. Cho nên hôm nay hãy đi theo mình để làm một chiếc house tour nho nhỏ và xem sự khác biệt giữa mua nhà ở Mỹ và Việt Nam như thế nào nhé. Ok, đi thôi. Chào các bạn, cho những ai đã theo dõi mình đến bây giờ, mình đã chuyển đến Mỹ vài tháng trước với visa hôn phu hôn thê. Sự thay đổi này cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi, nhưng đến khi chúng mình bắt đầu vào công cuộc mua nhà thì nó khá là vất vả. Mình và cả chồng mình đều trong độ tuổi 30 và chúng mình quyết định tiến nhanh đến quá trình mua nhà. Chúng mình nghĩ càng đợi lâu thì giá nhà sẽ càng tăng. Trên thực tế, nếu chúng mình có thể mua được nhà như nhà chúng mình đã mua vào 12 tháng trước thì giá sẽ thấp hơn 100.000 đô so với giá hiện tại. Thị trường bây giờ là thị trường của người bán, có nghĩa là người bán có thể đặt bất cứ giá nào mà họ muốn vì bây giờ nguồn cung đang rất thiếu. Người môi giới của mình cũng nói rằng giá nhà tăng như vậy là do mọi người đang chuyển từ những đô thị đông đúc về ngoại ô và cũng vì nguyên nhân là do lãi suất thấp. Khi mình không có nhiều lịch sử tín dụng cũng như chưa có số an sinh xã hội, lãi suất phụ thuộc vào chồng mình. Chồng mình có được lãi suất rất tốt, khoảng 2.8% cho 30 năm, không thả nổi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nó là cả một vấn đề. Với bên môi giới thế chấp, người cho vay thế chấp phải nhìn vào tài chính của chồng mình và chúng mình phải trả trước 20% tiền cọc. Mình tin rằng một khi nói đến chuyện mua nhà, đó là cả một chuyện mua bán lớn trong cuộc đời vì không phải ai cũng mua được. Chúng mình đã đủ tiêu chuẩn và được duyệt khoản vay trước khi chúng mình đi tìm nhà. Sau đó, chúng mình tìm nhà trong khả năng của chúng mình và viết một vài đề nghị mua nhà cho chủ nhà. Nhưng vẫn luôn có những đề nghị hấp dẫn hơn của mình, đặc biệt là những người bán nhà của họ ở những bang California và chuyển đến Oregon để mua nhà giá thấp hơn. Trong trường hợp căn nhà chúng mình đã mua, khi đề nghị của chúng mình được chủ nhà đồng ý, chúng mình có 30 ngày để hoàn tất giao dịch, như là trả tiền cho người đến kiểm định căn nhà, xem căn nhà có đáng giá với cái giá mình đề nghị không. Nhưng chúng mình đã được miễn phần đó vì người kiểm định biết chắc là căn nhà của chúng mình đáng giá hơn giá mình mua, rồi đến ký các loại giấy tờ cho khoản vay và sở hữu. Cuối cùng là trả 20% tiền cọc. Tất cả những việc đó khá là căng thẳng với mình, nhưng cuối cùng chúng mình cũng mua được một căn nhà xinh xắn và nằm trong khu yên tĩnh có ban quản lý rất tốt. Mình sẽ dắt các bạn đi một vòng căn nhà của chúng mình nhé. Đây là toàn cảnh căn nhà của mình. Nhà của mình có 4 phòng ngủ và 2 toilet. Nhà mình không có lầu, chỉ có một trệt này thôi. Trong khu này rất là yên tĩnh và được quản lý bởi HOA của khu như kiểu Phú Mỹ Hưng hay Trung Sơn ở Việt Nam ấy, nên nội quy rất là nghiêm ngặt. Như là sơn nhà phải theo những màu của khu có sẵn, bạn không thể sơn một căn nhà màu đỏ hay là hồng chói lóa trong khu này được, vì sẽ làm mất cảnh quan của khu và làm giá nhà đi xuống. Hay là bạn không được đậu xe lung tung, cỏ trước nhà phải được cắt gọn gàng, lúc nào cũng phải xanh tươi, không được làm ồn, vân vân. Nhiều người không thích bị quản lý như vậy đâu, nhưng riêng mình thì mình rất thích vì khu sẽ an toàn hơn, luôn sạch đẹp chứ không bị xuống cấp. Mình mới chặt cây lại và cho trải bùn cưa đỏ nè các bạn. Và mình còn sơn cả hàng rào nữa. Xinh không?
cực kỳ thích cái màu mùn cưa đỏ này luôn. Và bên này thì mình có làm lại cái đường bằng xi măng. Lúc trước đó là nó là một cái đường đất bình thường thôi. Đây cũng mình cũng cho trải cái mùn cưa đỏ và trồng một bụi lavender ở đây thơm phức luôn. Xi măng bên này làm rất là mắc nha các bạn. Thợ bên mình nói là làm với xi măng này thì có giá là 900 đô. Nhưng chỉ là về xi măng thôi đó, còn chưa có tính công làm. Đã là 900 đô rồi. Công làm nữa chắc cũng phải lên ngàn mấy. Và mình sắp phải trả cái khoản tiền đó đó. Con đường xi măng đẹp xinh kinh khủng. Và đây mình cũng trải mùn cưa đỏ, sơn lại hàng rào hết. Lúc trước hàng rào màu rất là ghê. Mình cho sơn hàng rào màu đỏ luôn. Nhà mình diện tích là 194 square feet, khoảng 139 mét vuông. Còn diện tích bao gồm cả sân trước, sân sau thì là 566 square feet. Ok, bây giờ mình đi vào nhà nhé. Khi mở cửa bước vào, bạn sẽ thấy ngay 3 phòng ngủ ở đây và một toilet. Đây là một phòng ngủ, 2 phòng ngủ, toilet, đây là phòng ngủ. 3 phòng ngủ này thì dùng chung cái toilet này. Mình định sẽ lấy cái phòng này để làm phòng làm việc của mình vì phòng này nhiều ánh sáng nhất. Có tủ quần áo này, sàn gỗ, tường mình đã sơn lại màu trắng hết. Một phòng cho khách hoặc là cho ba mẹ mình có từ Việt Nam sang thăm mình thì có phòng để ở. Cũng có tủ quần áo luôn. Rồi, một phòng này thì cho vợ chồng của em trai mình có từ Việt Nam sang thì có phòng để chơi với mình. Đây là toilet, toilet có bồn tắm. Toilet cũng là sàn gỗ cho nên là phải cẩn thận nước văng ra ngoài. Đây là bộ điều khiển hệ thống sưởi và máy lạnh của nhà mình. Và đây phòng khách và một cái bếp xinh xinh kiểu Mỹ của mình. Mình sẽ để một cái bộ sofa thật là cozy ở đây. Đây có lò sưởi và mình có thể treo tivi ở trên cái lò sưởi đó. Để mình bật thử lò sưởi cho các bạn xem nhé. Ngay cái cửa ra sân sau mình sẽ đặt một cái bàn ăn cái bé bé ở đây với 4 chiếc ghế. Và mình nghĩ là mình sẽ thay cái đèn này. Cái đèn này trông cổ quá và không phải là phong cách của mình. Căn bếp của mình đây với đầy đủ bếp, máy hút mùi khi nấu ăn, lò nướng, máy rửa chén. À, mình có cả hệ thống hút rác nữa. Đây, các bạn có thể đổ đồ ăn thừa vào đây, bật nước lên và bật công tắc ở chỗ đó. Để mình cho các bạn xem nhé. Bạn đổ đồ ăn thừa vào đây, mở nước lên, chuẩn bị chưa? Cái máy này hơi to đấy. Máy sẽ tự động hút những đồ ăn thừa vào cái hệ thống ở dưới. Mình sẽ không phải đụng tay vào nữa. Xong thì tắt máy đi, tắt nước, thế là xong. Đây là tủ lạnh. Và đây, nơi mình thích nhất. Tan tan. Tủ đựng đồ khô. Tha hồ mà tích trữ nhé. Đây là một cái kho nữa. Để treo mấy cái như áo lạnh này nọ.
để vali đi về Việt Nam. Bên này là phòng giặt ủi, đây là máy giặt, đây là máy sấy. Ở bên này trời lạnh cho nên người ta sẽ không có phơi đồ. Tủ này nhỏ nhỏ để mình đựng xà bông. Còn bên này mình tính sẽ là một cái sink nhỏ nhỏ để có thể giặt đồ bằng tay hay gì đó cho tiện. Mở cửa này ra và sẽ ra được garage. Garage nhà mình có hai chỗ để ô tô. Cái cửa đó là để ra sân sau. Đây có mấy cái kệ để mình treo đồ, sửa chữa, để mấy đồ linh tinh. Đây là máy điều chỉnh cái hệ thống tưới tự động nhà mình. Mình sẽ sơn lại cái tường garage này nữa. Đây là hệ thống gas của nhà mình. Kệ để đồ. Và đây phòng ngủ của mình, master room. Phòng này rộng gấp đôi mấy phòng ngủ kia. Rất là rộng phải không? Ở đây mình sẽ để một cái giường thật là to. Và đây mình sẽ để tivi. Đây có thể trang trí cái gì đó. Và đây phòng của mình thì có toilet riêng. Một cái sink, cái gương rất là to, rất là nhiều đèn. Qua này mở cửa này ra một khu riêng biệt ở đây để toilet và tắm. Ở đây mình không có gắn bồn tắm, mình để tắm đứng thôi, nhưng rất là to, rất là rộng, thoải mái. Và đặc biệt của căn nhà này ở đây, bạn biết là gì không? Walk-in closet, phòng thay quần áo của phòng master. Rất là rộng, rất là rộng, tha hồ mà treo đồ và để đồ. Mình sẽ đóng thêm vài cái ngăn nữa để xếp quần áo lên đó. Mình thích chỗ này lắm. Thế thôi, nhà mình có 4 phòng ngủ và 2 toilet. Nhà nhỏ xinh xinh vậy thôi. Đây là cửa đi ra sân sau. Mình vừa mới thay cái cửa lưới này. Lúc trước nó có một cái lỗ to ở đây. Vườn rau của mình. À, cái mái che này. À, mình sẽ để tạm nó như thế này, nhưng là vì nó quay ra được giống như ở Việt Nam mình hay xài, quay ra lúc nắng lúc mưa. Nhưng mà sau này mình dự tính mình sẽ làm một cái patio ở đây bằng gỗ luôn, à, có một cái mái bằng gỗ đi ra hết khu vực ở đây. Đây là bên hông, cái bên hông của nhà mình thì chỉ có đất và mùn cưa mình vừa mới trải. Sau này mình tính là mình sẽ trồng cây, mình sẽ làm cây gì, mấy cái bụi cây gì nhỏ nhỏ ở đây cho xinh. Nhà mình bây giờ cũng chưa hoàn thiện lắm. Đây là cục nóng mới lạnh. Đây là sân sau nhà mình. Mình còn cho trồng cỏ nữa. Lúc trước là cỏ rất là lồi lõm. Bây giờ thì xanh tươi rồi. Đằng xa xa kia là bụi cây. Mấy cái cây trồng của mình. Mình trồng hàng này, hàng bó rô này, cà chua, rau mùi. Thấy hôm nay trời hơi nóng nên rau mùi gần héo hết. Cà chua mình ra rất là nhiều trái luôn. Xanh có, đỏ có. Thơm quá. Ớt
mình có đủ loại ớt luôn các bạn. Đây là cà tím, mình thu hoạch gần hết rồi, không còn trái nào cả. Đây là một loại ớt khác. Nhìn rất thích phải không? Đây là khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. House tour hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem vlog của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog lần sau. Bye bye. Well, thanks everyone for watching. We see you next time.